Chiều ngày 4 tháng 2, nhằm 23 tháng 12 năm Canh Tý, tại giảng đường chùa Xá Lợi, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận 3 và chư tăng chùa Phật học Xá Lợi đảm trang nghiêm tổ chức lễ khánh chúc trưởng lão hòa thượng Thích Hiển Tu được Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam suy tôn ngôi vị Phó pháp chủ Hội đồng chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại hội nghị kỳ 5 khóa 8 của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam ngày 18 tháng 1 năm 2021 nhằm mùng 6 tháng 12 năm Canh Tý. Quang lâm chứng minh và tham dự có sự hiện diện của Hòa thượng Thích Tịnh Hạnh, Hòa thượng Thích Như Tín, đồng thành viên Hội đồng chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chứng minh Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, Hòa thượng Thích Thiện Tánh, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự, Trưởng ban Kiểm soát Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hòa thượng Thích Minh Hiền, Trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận 3 cùng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận 3, Tông phong pháp phái và chư tăng Phật tử chùa Phật học Xá Lợi. Thay mặt Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận 3 và Tông phong pháp phái, Hòa thượng Thích Minh Hiền, Trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận 3 đã dâng lời tác bạch khánh chúc trưởng lão Hòa thượng Thích Hiển Tu thiên thọ 100 tuổi và đảnh lễ khánh chúc trưởng lão Hòa thượng Thích Hiển Tu được suy tôn ngôi vị Phó pháp chủ Hội đồng chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại hội nghị kỳ 5 khóa 8 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam vào ngày 18 tháng 1 năm 2021 nhằm mùng 6 tháng 12 năm Canh Tý. Trưởng lão Hòa thượng Thích Hiển Tu là một bậc tòng lâm thạch trụ của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Ngài sinh năm 1921 tại huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre. Năm lên 5 tuổi, Hòa thượng xuất gia với Hòa thượng Vĩnh Tấn, trụ trì chùa Kiển Phước, Ba Tri, Bến Tre. Tham học và hành đạo với các bậc tôn đức đương thời, tinh thông nội điển lẫn ngoại điển, đặc biệt là nghi lễ Phật giáo. Trong thời kỳ chiến tranh, đất nước gặp nhiều khó khăn. Từ năm 1945, Ngài chẳng hề e ngại mà nhập thế giúp đời, tham gia ủng hộ hoạt động cách mạng tại quê hương Ba Tri, Bến Tre. Để ghi nhận công đức của trưởng lão Hòa thượng Thích Hiển Tu, Giáo hội Phật giáo Việt Nam suy tôn Ngài lên ngôi vị Phó Pháp Chủ, Hội đồng chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại hội nghị kỳ 5 khóa 8 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Hiện nay, dù đã ngoài 100 tuổi, Ngài vẫn rất minh mẫn, luôn quan tâm các công tác Phật sự của Giáo hội và đời sống tu học của Chư Tăng Ni. Suốt nhiều năm liền cho đến nay, Ngài đã phát tâm bảo trợ học phí cho lớp sơ cấp Phật học của quận 3. Trưởng lão Hòa thượng Phó Pháp Chủ là bậc long tượng của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thời nay, là tấm gương sáng cho tăng ni Phật tử nương tựa để tu học. Nhân dịp này, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận 3 đảm chúc mừng Thượng tọa Thích Đồng Bổn, trụ trì chùa Phật học Xá Lợi, được tấn phong lên hàng giáo phẩm Hòa thượng tại hội nghị thường niên kỳ 5 khóa 7 năm 2017-2022 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Buổi lễ kết thúc trong không khí trang nghiêm, ấm áp, thấm tình đạo vị. Toàn thể chư tôn đức tăng ni và quý Phật tử hoan hỷ nhận lộc Tết từ trưởng lão Hòa thượng ban tặng.